Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, cán bộ đảng và chính quyền từ trên xuống dưới đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. Mục tiêu cốt lõi theo tư tưởng của Bác là làm sao để người dân không còn phải lo cái ăn, cái mặc hàng ngày, phải bảo đảm về y tế, giáo dục và nhà ở. Tại Thanh Hóa, những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh tới cơ sở luôn chú trọng chăm lo đời sống người dân, nhất là những người nghèo, đối tượng yếu thế, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tập trung hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đối với những hộ nghèo vừa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, niềm vui ấy còn được nhân lên bởi xuân này họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp, nghĩa tình. Sau bao năm lênh đênh sông nước, đây là năm đầu tiên 28 hộ dân Vạn Trài vừa được cấp đất và hỗ trợ làm nhà trên bờ ở thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa được đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm. 28 căn nhà được xây dựng theo mẫu thiết kế chung với trị giá mỗi căn từ 200 đến 400 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Caritas Giáo phận Thanh Hóa và huyện Thiệu Hóa hỗ trợ mỗi hộ 150 triệu đồng giúp các gia đình xây dựng được những căn nhà khang trang, kiên cố. Từ nay, cuộc sống của các hộ gia đình sẽ đỡ khó khăn vất vả, không còn phập phồng, nỗi lo như ngày mưa gió. Bà con giáo dân cũng từng bước ổn định cuộc sống trong những căn nhà đại đoàn kết đầy ắp nghĩa tình. Ở dưới thiền thì đúng là đón Tết, ở dưới thiền thì đúng là anh cũng vất vả. Ngày sông nước cũng khổ sở, chờ giờ được cái nhà mới lên trên bờ thì đón Tết thì đúng là cũng phấn khởi hơn mỗi năm. Với tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, căn nhà cấp 4, diện tích 35m² của gia đình ông Lê Bá Xoan ở xã Phú Nhuận đã được hoàn thành trong niềm hạnh phúc của gia đình. Sau nhiều năm ở trong căn nhà cũ đã xuống cấp, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Như Thanh hỗ trợ tiền xây dựng nhà đại đoàn kết. Năm nay, ông rất vui khi được đón Tết trong ngôi nhà mới. Mấy chục năm rồi ở cái nhà cũ, chờ được nhà nước hỗ trợ, rồi làm được cái nhà mới. Ông rất vui và rất phấn khởi và rất cảm ơn đảng và cảm ơn nhà nước. Được triển khai trên tinh thần xã hội hóa, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Như Thanh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn với gần 100 căn nhà đại đoàn kết được xây mới. Để xây dựng quỹ vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Như Thanh đã lên kế hoạch tuyên truyền, tổ chức phát động ủng hộ ngay từ đầu năm nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, thường xuyên khảo sát thực tế các hộ khó khăn về nhà, gửi đến các tổ chức, doanh nghiệp để vận động hỗ trợ. Mặt trận Tổ quốc cùng chính quyền địa phương còn tích cực vận động anh em họ hàng, các đoàn thể, ban công tác mặt trận thôn và nhân dân cùng chung tay hỗ trợ tiền, ngày công để giúp các hộ nghèo làm nhà ở. Qua đó, đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo. Bắt đầu tiến hành là giao cho các cái trưởng thôn, bí thư chi bộ của các thôn mà không thuộc có cái đối tượng đó cũng kêu gọi bà con nhân dân. Và đặc biệt là mặt trận giao cho Mặt trận Tổ quốc là vào cuộc. Và Mặt trận Tổ quốc vào cuộc rồi thì sự phối hợp từ hội phụ nữ, cựu chiến binh, hội nông dân rồi các cái ban ngành đoàn thể khác là cùng chung tay vào cuộc để tuyên truyền vận động, huy động cái nguồn lực để cùng nhau để xây dựng thì được nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Theo cái chủ trương của Thường trực Huyện ủy giao chỉ tiêu là năm nay sẽ vận động gấp đôi những năm ngoái. Cái mức là đối với cán bộ công chức, người lao động là 2 ngày lương trở lên. Và đối với các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị là vận động bằng nhà. Ví dụ như là trị giá là 30 triệu đồng trên nhà. Ban Thường trực chúng tôi là khi xây dựng kế hoạch thì chúng tôi có cam kết. Và trong quá trình thực hiện thì chúng tôi thường xuyên là đấu mối, kết nối và mời trực tiếp các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là đến tận hộ gia đình để thấy được cái hoàn cảnh khó khăn thực sự để người ta tin tưởng, để người ta hỗ trợ. Mỗi mảnh đời, mỗi số phận, không ai giống ai.
nhưng Tết năm nay, gần 1.600 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được quây quần sum họp bên nhau trong những căn nhà mới nhờ sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Các hộ nghèo cho rằng không có nguồn kinh phí hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thì họ không bao giờ có thể làm được nhà. Với mức hỗ trợ từ 30 đến 100 triệu đồng là nguồn kích cầu tạo động lực quan trọng để các hộ gia đình quyết tâm xây dựng nhà. Bên cạnh đó, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương trong góp kinh phí, góp công, góp sức để tạo nên những ngôi nhà đại đoàn kết. Địa phương cũng cùng với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội kêu gọi những các cái nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp, rồi những mạnh thường quân, đồng thời là kêu gọi cái ban phát triển của thôn vận động những các cái gia đình mà có cái điều kiện tốt hơn với tinh thần là lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, để rồi hỗ trợ cho các gia đình đó có cái một cái phần quỹ nào đó để phát triển kinh tế. Hai nữa là để xóa cái nhà tạm bợ mà để rồi họ vươn lên để khắc phục cuộc sống, ổn định tinh thần. Đối với người nghèo, lo cái ăn, cái mặc hàng ngày đã khó, để làm được những ngôi nhà khang trang, kiên cố càng khó hơn. Vậy nhưng nhờ những căn nhà đại đoàn kết mà bao giấc mơ đã trở thành hiện thực. Để có nguồn quỹ hỗ trợ, hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm, ủng hộ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp xuống từng gia đình thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, đảm bảo việc xây nhà đúng đối tượng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng và các nguồn hỗ trợ khác đảm bảo công khai, dân chủ, tránh thất thoát lãng phí. Qua đó, chủ trương xây dựng nhà ở cho hộ nghèo được nhân dân đồng tình hưởng ứng, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm yên tâm đóng góp tiền của, công sức giúp đỡ những hộ gia đình cải thiện nhà ở. Cứ độ Tết đến xuân về thì các doanh nhân là những người con xa quê vào phía Nam để lập nghiệp. Thì chúng tôi năm nào cũng dành những cái phần quà về hướng về quê hương để chia sẻ với những bà con nghèo, bà con cơ nhở để chúng ta có một cái mùa xuân ấm áp. Các doanh nhân cũng đã quyên góp được gần 2.000 phần quà và khoảng chừng 10 căn nhà tình thương. Mặc dù các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đã rất nỗ lực trong việc chung tay hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, nhưng đến nay, tỉnh Thanh Hóa vẫn còn nhiều hộ gia đình đang ở trong những ngôi nhà cũ, xuống cấp. Với phương châm không để người nghèo bị bỏ lại phía sau, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đang tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết. Việc hỗ trợ làm nhà được ưu tiên tập trung cho những đối tượng đặc biệt khó khăn, gia đình neo đơn có nhà bị hư hỏng nặng và đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. Chúng tôi cũng coi là cái việc mà hỗ trợ cho người nghèo là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng. Và chính vì thế chúng tôi tiếp tục là thực hiện cái xây dựng quỹ người nghèo ngày càng tốt hơn. Đây cũng là cái cơ sở để là huyện Yên Định là giảm nghèo bền vững một cách nhanh chóng. Tức là từ 1,52 năm 2019 xuống còn 0,97% năm 2023. Một mùa xuân mới đã về mang theo niềm hân hoan, hy vọng về một năm mới nhiều niềm vui. Đối với những hộ nghèo vừa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, niềm hân hoan, hy vọng ấy như nhân lên gấp bội vì được quây quần sum họp trong ngôi nhà thắm đượm tình đoàn kết toàn dân. Với họ, mùa xuân này bao khốn khó, bộn bề, lo toan của cuộc sống đã nhường chỗ cho những hy vọng mới. Đó cũng là nguồn động viên, khích lệ lớn để các gia đình cố gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.